Chiều ngày 5 tháng 12, thảm đỏ sự kiện đêm hội tầm nhìn Weibo 2023 đã chính thức diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ngay từ khi bắt đầu, sự kiện đã trở thành tâm điểm được người hâm mộ và giới truyền thông săn đón, là nơi quy tụ dàn sao đình đám làng giải trí Hoa ngữ đến tham dự. Đây cũng được biết đến là một trong những sự kiện lớn nhất dịp cuối năm của giới giải trí Hoa ngữ. Công chúng có cơ hội được ngắm nhìn loạt tạo hình lộng lẫy của dàn sao đình đám Cbiz. Hãy cùng TTN ngắm nhìn lại loạt hình ảnh thảm đỏ đầy ấn tượng của dàn sao trong đêm hội nhé!